Mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những vấn đề nóng nhất trong nước cũng như trên thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất trong ngày. Ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? Kính thưa quý vị, chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là một trong những chiếc ghế nóng mà bất cứ ai ngồi vào đó cũng phải đối diện với thách thức không hề nhỏ từ các cử tri. Hơn thế, từ những đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, việc vị Bộ trưởng đương nhiệm khóa 12 đã không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 13, đồng nghĩa với sự nghiệp chính trị đang bị khép lại theo cơ chế đảng cử dân bầu. Câu hỏi ai sẽ là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo không chỉ được quan tâm về cá nhân cụ thể nào đó và cách họ được bầu chọn, mà còn về năng lực và phẩm chất để đối diện với thực tế đang thay đổi phức tạp và chịu tác động của nhiều yếu tố trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Và kính thưa quý vị, công tác cán bộ do Đảng quyết định, Ban chấp hành Trung ương khóa trước ấn định danh sách khóa sau với số dư là khoảng 10% để đại hội đảng bầu. Kết quả về cơ bản là không nằm ngoài dự kiến, không chỉ về số lượng và cơ cấu với những vị trí cao cấp nhất của Đảng như Tổng Bí thư, Tứ trụ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, về hình thức các chức danh nhà nước cần được Quốc hội khóa mới, khóa 15 quyết định theo cơ chế đảng cử dân bầu. Đại hội đảng lần thứ 13 đã bỏ phiếu quyết định Ban chấp hành Trung ương gồm 200 người, trong đó có ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương khóa 12, đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn tuổi nhưng không trúng cử. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng này từng có tai tiếng về vấn đề năng lực. Ông này đã được yêu cầu giải trình nhiều lần trong các phiên chất vấn tại Quốc hội khóa 14. Về những thay đổi chính sách trong giáo dục, như đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học Việt Nam, cải cách bậc học phổ thông, cũng như cải cách sách giáo khoa theo hướng một chương trình song có nhiều bộ sách giáo khoa, đổi mới giáo dục đại học, tự chủ đại học, giảm tài học kiến thức, định hướng đẩy mạnh đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, v.v. Ngoài ra, đã có những chỉ trích trên mạng xã hội về việc ông đảo văn và lạm dụng quyền lực, thậm chí kêu gọi từ chức. Kính thưa quý vị, chiếc ghế nóng, chiếc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là một trong những chiếc ghế nóng có ý kiến cho rằng bất cứ ai ngồi chiếc ghế nóng đó cũng phải đối mặt với vô số vấn đề xảy ra trong ngành giáo dục, trong xã hội và vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu. Cộng đồng mạng kể ra một vài sự cố tạo hình ảnh tiêu cực về ngành gây bức xúc dư luận. Một số giáo viên ở một vài địa phương áp dụng những hình phạt thô bạo đối với học sinh như bắt học sinh quỳ gối, uống nước giặt giẻ lau bảng, hay là yêu cầu các học sinh của lớp đánh một nam sinh khiến em này phải nhập viện. Và vụ nâng điểm nghiêm trọng xảy ra ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến xã hội mất niềm tin vào một kỳ thi trung thực, khách quan. Trường Đại học Đông Đô đã tuyển sinh văn bằng 2 ngoại ngữ, thu lời bất chính hàng tỷ đồng khi chưa có sự cho phép của Bộ Giáo dục, và đã cấp hơn 200 bằng giả, số lượng hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc giải trình của vị Bộ trưởng không những không thỏa đáng, mà ngược lại còn gây bức xúc cho nhiều đại biểu Quốc hội khóa 14 và có phát biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm không né tránh. Chỉ khi nào Bộ trưởng nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu và nhận ra năng lực quản trị của bộ máy giúp việc, bộ máy quản lý nhà nước có vấn đề, hạn chế thì mới có những giải pháp để lấy lại sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục. Và kính thưa quý vị, rõ ràng vì Bộ trưởng này chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri và cũng không đủ tín nhiệm từ các đồng chí trong đảng. Nhưng ông ta cũng chỉ là sản phẩm của cơ chế tập quyền thay vì có sự tham gia của người dân và phản ánh những thay đổi từ thực tế. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang thay đổi sâu sắc bởi sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, chuyển đổi và cải cách cơ chế chính sách, cần phải đáp ứng yêu cầu thực tế trước sự thay đổi. Thách thức lớn đối với bất kỳ ông Bộ trưởng nào tiếp theo, cũng như bộ máy quản lý dưới sự điều hành của ông ta, nếu không tính đến những thay đổi chủ yếu sau. Trước hết, các học sinh, sinh viên phải trả học phí và họ kỳ vọng có được kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc làm có thể bù đắp chi phí học hành và phát triển cá nhân, trở thành người tiêu dùng dịch vụ phải trả phí, và họ hoặc gia đình họ thể hiện quyền lựa chọn ngày càng duy lý đối với các cơ sở đào tạo, vốn nhân lực đã và đang thúc đẩy sự hình thành thị trường giáo dục và đào tạo. Tuy còn sơ khai, chậm chạp và bị níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều, nhưng đó là xu hướng không thể đảo ngược.
Thị trường đặc thù này chịu ảnh hưởng phức tạp của nhiều yếu tố và liên thông với thị trường lao động xã hội kém phát triển, bất đối xứng về thông tin, bất cân đối cung cầu bị chia cắt. Và điều thứ hai, một trong những tác động sâu sắc nhất, đó là sự phân hóa giàu nghèo theo vùng miền, thành thị nông thôn, từng lớp dân cư và sự bất bình đẳng xã hội, sự tương phản tiêu cực đến niềm tin của người dân về tương lai khi nhiều con trẻ không có đủ điều kiện tiếp tục đến trường, trong lúc không ít con em của những gia đình khá giả và của nhiều quan chức đi du học ở các quốc gia phát triển, thậm chí không quay trở về phục vụ quê hương. Việc từ chối nền giáo dục nước nhà tạo ấn tượng phản cảm sâu nặng, làm mờ nhạt những tấm gương đạo đức tuyên truyền. Khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng đang khoét sâu nghịch lý, ý thức hệ dựa vào chủ nghĩa tập thể, nền tảng của chế độ và quá trình thị trường hóa nền kinh tế. Như vậy, để cơ chế, chính sách giáo dục và đào tạo, kể cả bộ máy quản lý và công tác cán bộ, đi vào cuộc sống thì việc hoạch định và thực thi cần phải hướng tới nhu cầu của người dân, hướng tới cơ sở theo nghĩa để người dân làm, hàm ý trước hết đối với những người bản thân họ biết cách làm, thay vì chính sách nhìn lên trên và từ trên xuống như hiện nay. Kính thưa quý vị, quay lại với vấn đề đặt ra, có lẽ Đảng không áp dụng tiền lệ đối với trường hợp không trúng cử Ủy viên Trung ương, nhưng vẫn giữ cương vị như nguyên Bộ trưởng Y tế tại khóa 12, nhưng vẫn quyết định ai sẽ là theo cơ chế Đảng cử dân bầu. Và dư luận cũng đang bàn về câu hỏi đầu xuân của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu trên Facebook cá nhân rằng, có thể chọn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không phải là Ủy viên Trung ương Đảng được không? Ông nêu 5 lý do của nhận định lựa chọn vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên quan tâm đến đảng phái và tôn giáo, và đề xuất sự thay đổi về bầu cử, ứng cử cho mọi công dân và đại biểu Quốc hội về vị trí này. Theo tôi, sự thay đổi cơ chế bầu chọn như đề xuất không thể diễn ra trong bối cảnh đảng đang tập trung quyền lực cao hơn. Cơ chế Minh Vương đang tái thiết lập với các quy trình nhiều bước phức tạp, nhưng tính hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào sự minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình. Dẫu sao, đề xuất này cũng phản ánh yêu cầu thay đổi cơ chế Minh Vương đã không còn phù hợp với thực tế. Và kính thưa quý vị, trong Đại hội 13, bản chất kỳ thị Nam Bắc này thể hiện rõ ràng qua thành phần lãnh đạo trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và tứ trụ triều đình mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tứ trụ bao gồm các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Khi chúng ta phân tích rõ thành phần nhân sự trong các cơ cấu quyền lực trọng yếu này, tính kỳ thị Nam Bắc không thể chối cãi. Trong Ban chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Số ủy viên đến từ Hà Nội là 18 người, từ Nghệ An là 13 người, từ Nam Định là 13 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Dương 7 người, Ninh Bình 7 người, Thái Bình, Vĩnh Phúc 6 người, Cà Mau, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, 5 người cho mỗi đơn vị. Một con số quá chênh lệch thiên về miền Bắc trong Ban chấp hành Trung ương, vốn là cơ quan quyền lực cao nhất Đảng. Và trong số các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 thì đa số cũng đến từ miền Bắc và miền Trung. Còn trong tứ trụ thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh quán ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Thanh Hóa và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ở Nghệ An đều đến từ miền Bắc. Riêng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở Quảng Nam lại từ miền Trung. Kết quả là người miền Nam bị kỳ thị nặng nề và loại khỏi trung tâm quyền lực trong Đảng và Nhà nước. Tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này trong Đại hội 13? Lý do tuy phức tạp nhưng có thể tóm lược như sau. Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đảng cộng sản trong truyền thống đệ tam quốc tế chưa bao giờ danh chánh ngôn thuận, nắm quyền qua một cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ thực sự công khai và công bằng. Các đảng cộng sản đều cướp chính quyền bằng bạo lực và dối trá, sau đó duy trì quyền lực cũng bằng bạo lực và dối trá. Chính vì thế, khi xé Hiệp định Paris và cướp được miền Nam vào năm 1975, họ xem nhân dân miền Nam và sự phồn thịnh nơi đây là những chiến lợi phẩm mà kẻ cướp có quyền tịch thu và hưởng dụng. Còn nguyên nhân thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam đặt nền tảng trên một ý thức hệ ngoại lai từ đầu óc bệnh hoạn của những tư tưởng gia Tây Phương, được nhồi nắn bởi Lenin, hoàn toàn nằm ngoài văn hóa và tình tự dân tộc Việt. Họ chưa hề xem nhân dân miền Nam là thân thuộc của họ. Cũng như trong tâm thức của người Cộng sản Việt Nam, họ là kẻ chiến thắng, miền Bắc là công cụ đem lại cho họ chiến thắng, tức là phe ta. Còn miền Nam là kẻ địch và kẻ chiến bại, phải bị cai trị qua sức lao động và thuế khóa. Chính vì thế, ngoài sự kiện miền Nam bị loại ra khỏi cấu trúc quyền lực,
khi chính sách thuế khóa của Cộng sản Việt Nam luôn có mục tiêu chuyển nhượng tài sản nhân dân miền Nam qua miền Bắc. Tính mất cân bằng trong chính sách đầu tư hạ tầng cơ sở thiên lệch cho miền Bắc, nhưng sử dụng tiền thuế của miền Nam là một ví dụ hiển hình. Và kính thưa quý vị, với não trạng duy ý chí của họ, Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không hiểu rằng, trong tâm thức của đại khối dân tộc Việt không hề tồn tại ý niệm kỳ thị Nam Bắc. Bản chất kỳ thị Nam Bắc này của Đảng Cộng sản Việt Nam không những gây chia rẽ trong lòng dân tộc, mà còn làm đình trệ sự phát triển kinh tế quốc gia qua tình yêu kém trong quản trị kinh tế và tham nhũng tràn lan trong một thế giới toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt, cũng như chia rẽ đại khối dân tộc là một trọng tội mà Nguyễn Phú Trọng và bè lũ sẽ phải trả giá thật đắt khi lịch sử sang trang. Trước một tòa án công khai và công bằng trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên của dân tộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng kênh tin tức Vivu TV. Hoài Thương xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.